Hello, xin chào các bạn, mình là Thị Phương VBK đến từ VB Music và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong vlog ngày thứ tư ở Đà Lạt. Chúng ta đang đi trên, đi tới nơi cây thông Ngọc Anh. Vào buổi sáng thì bọn mình đến một địa điểm khá là hay ho, đó là cây thông Cô Đơn. Những tháng năm dài ta đã cùng đi bên nhau, nhìn đóa môi em cười cho ta một vết thương sâu. Những lời yêu sao quá khó khăn. Chuyện rằng mơ màng anh dám yêu dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em viết ra không tên. Chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại, tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy. Chúng ta đang đi đường mòn ra cây thông, sợ vãi đái mọi người. Chúng tôi đang đi đến cây thông Cô Đơn mọi người ạ. Và tôi đang phải đi bộ vì đường mòn quá trơn. Sau khoảng 4 phút đi đường nhựa thì bọn mình bắt đầu đi vào đường mòn. Và nói thật là mình không biết dùng từ gì nữa, nó cũng chắc không phải là cái đường mòn đâu. Rất là khó đi. Anh dám yêu dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em phía xa không tên. Khi đêm hẹn về, chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại, tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên này. Liệu rằng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm mùa vào ôm chặt. Chuyện rằng sau đó thì bọn mình đến được cây thông và trời ơi, phải nói là không lãng phí cái quãng thời gian vượt khó ở mấy cái ngọn đồi và mấy con đường mòn. Tranh thủ quay một vài clip, anh em chờ MV nha. Tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em, bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng, chẳng giống mấy cô người mong. Em xinh cô gái hiền, chẳng son phấn cô sáng phòng. Em giản dị theo cách riêng, chỉ cao 1m5 hay sao đáng yêu dịu dàng. Đôi môi thắm duyên nụ cười, trong xanh lòng mơ từng đêm như mong. Thôi thì là duyên, nếu mười thuận thì tôi xa cứ chuyện mẹ cha xin được nén cờ cho. Thương em để lo hát em âu sầu, nãy nói ra cho hết đau đầu, cho hết đau đầu. Baby nghe này, đấy là đến lúc về. Mà công nhận là lúc về thì những con dốc nó cao hơn hẳn và xe của mình không thể lên nổi, đi hai người không thể lên nổi và mình phải lên trước và có mình rảo bước theo sau. Đến một con dốc cao nhất thì không thể lên được, không xe nào có thể lên được, mà phải 3 người, 2 người đẩy về dưới và 1 người gửi số 1 mới có thể lên được. Khuyên các bạn là nếu như mà đến cây thông Cô Đơn thì nên đi theo nhóm và không đi một mình. Và đường rất là khó đi chứ không phải là chỉ là hơi hơi đâu nhá. Giới thiệu với các bạn, đây là sông Hàn.
súp. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món súp gà mà không có gà. Mông rồi. Đến buổi trưa thì bọn mình về đến thành phố và đến một tiệm cơm gà có tên là Túc Túc. Ở đây thì bọn mình ăn là một gà không lối thoát. Sau khi được thoát ra khỏi giấy bạc thì nó đã chui thẳng vào mồm bọn tôi. Ăn trương trương hết hai con ba người. Chuyện mẹ cha xin đưa bên vợ cho. Thương em để lâu đêm âu sầu. Này nói ra cho hết đau đầu. Thôi thì là duyên nào. Ăn cơm gà xong thì bọn mình ghé qua vườn dâu hôm trước để mua dâu về tặng quà cho mọi người. Trước khi đến thời gian lên máy bay thì bọn mình có tạt qua một quán cà phê có tên là Ma Lá. Ở đây thì làm ở trên một sườn đồi khá là hay. Và đặc biệt là có một dãy bàn ngoài trời. Bọn mình nằm ngủ một giấc là phê pha trước khi về. Và Đà Lạt tiễn bọn tôi vào một cơn mưa té khói. Anh em chạy cốc đít. Và bây giờ thì về đến Hà Nội rồi. Đây là màn tặng quà cho anh em trong nhóm. Quà của chị Vương và của Hồng Anh. Nào, Ok, vậy đã kết thúc vlog 4 ngày tại Đà Lạt. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog đến những ngày cuối cùng này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo về cuộc sống của VVK và VVK Music.